Thưởng ngoạn cảnh đêm của Hồng Kông là một hành trình không thể tuyệt hơn. Cùng lên thẳng chiếc phà ngôi sao Star Ferry này thôi. Vận hành từ năm 1888, phà ngôi sao được Hiệp hội Địa lý Quốc gia tuyển chọn là một trong 50 địa điểm nên đến thử một lần trong đời. Hầu hết thuyền phà xuất hiện trên mặt biển đêm để di chuyển đến nơi khác. Nhưng vì phà ngôi sao của Hồng Kông rất cần thiết để thấy được tất cả biển hiệu đằng trước, đằng sau, bên cạnh và để thưởng thức được cảnh đêm và cảnh thành phố trên bầu trời. Mọi cảnh vật như chìm vào trong bóng tối. Lên một chiếc phà ngôi sao được dùng chủ yếu để di chuyển giữa bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông như thế này sẽ cảm nhận được hương vị tuyệt diệu. Đêm du lịch hôm nay sẽ là một đêm khó ngủ, nhưng những con người kia đã đang khuấy động màn đêm ở Hồng Kông. Thay vì chỉ có những vì sao thì thào kể chuyện như lời hát từ lâu, chỉ có những tia sáng chiếu chói lọi đang dang rộng trong đêm. Đừng để bỏ lỡ việc chụp ảnh trước khung cảnh rạng ngời này. Trong hành trình du lịch Hồng Kông, phà ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ hoa lệ là nơi thư giãn không thể bỏ qua. Nhưng trên thế gian này, chuyến du lịch ngọt ngào nhất dù thế nào vẫn là chuyến du lịch trong thế giới giấc mơ. Việc chọn một nơi yên bình cho một giấc ngủ an lành tuyệt đối không phải là một sự xa hoa. Hơn nữa, những khách sạn gần đây vốn đã trang bị tiện nghi cơ sở vật chất, nên đi thăm thú khách sạn cũng là một thú vui nho nhỏ. Từ kiểu du lịch xa xỉ đến du lịch trọn gói, du lịch ba lô đa dạng, các loại hình du lịch hiện nay ngày càng mở rộng, đi lại dễ dàng. Nhờ vậy, mọi nơi trên thế giới đều trở thành địa điểm du lịch như hiện nay. Khách sạn, dịch vụ, chủ đề độc đáo càng thu hút thêm khách du lịch. Việc lựa chọn khách sạn chiếm một phần lớn thú vui của chuyến du lịch có phải không đây? Gần đây, hầu hết các khách sạn ngày càng theo mô hình phức hợp các chức năng là mua sắm, giải trí, nên nếu không đi du lịch với mục đích đặc biệt thì ở trong khách sạn cũng có thể tận hưởng biết bao nhiêu là sự nghỉ ngơi. Trong lúc đi du lịch, khách sạn trợ giúp đa chức năng sẽ chính thức được xếp trước. Hãy xem một vòng phòng khách nào. Câu nói giấc ngủ là liều thuốc bổ đúng là chân lý. Thực tế là với chức năng hồi phục sinh lực, khoa học đã chứng minh. Sự thật là không có liều thuốc bổ nào có tác dụng bằng một giấc ngủ. Vì vậy, tùy vào độ thoải mái của phòng khách sạn này, có khi chất lượng du lịch sẽ thay đổi theo. Đúng là dạo gần đây, ở phòng khách sạn không có gì là không có. Các vật dụng cần thiết luôn được trang bị đầy đủ. Nó giúp cho hành lý của du khách nhẹ đi rất nhiều, thật sự là một dịch vụ đáng quý. Tuy đồ đạc ít ỏi, không có gì thừa thãi, nhưng bên trong phòng toàn những đồ thiết yếu được xếp vừa khít. Dù có trang bị lộng lẫy tiện nghi, căn phòng vẫn mang lại cảm giác thoải mái như chiếc bàn hướng về phía cửa sổ nhìn ra biển như thể để đó để viết nhật ký hành trình vậy. Chậm rãi tận hưởng quãng thời gian du lịch trong phòng cũng thích đấy chứ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, thể lực để chuyến du lịch hiếm hoi này sẽ thiếu hụt đi mất. Vậy nên sáng ra tôi đã vội vàng thức dậy rồi đi đến phòng tập thể hình. Tôi đang tự phụ rằng mình đang siêng năng thật đấy, thì nhận ra người đến trước mình đã nhàn nhản rồi. Tập tành để chạy lịch trình sau này nào. Trong chuyến du lịch này, tôi đã phá vỡ thói quen sinh hoạt vốn có của mình. May có trung tâm thể hình này, tôi sẽ lấy nhịp độ sinh hoạt đó. Khách sạn này biết rõ du khách cần gì. Nếu chuyến du lịch chỉ có mục đích để nghỉ ngơi, dành thời gian trong khách sạn cũng là một điều hay. Đặc biệt, ta có thể bơi thoải mái vì bể bơi ở đây khá to. Ở đây còn chuẩn bị sẵn phòng tắm hơi. Vào mùa hè, khác với những bể bơi hỗn tạp, họ nói rằng hãy nghỉ ngơi trong khung cảnh giống như ở nước ngoài và bầu không khí yên ả này. Giữa lịch trình du lịch dày đặc, nơi đây chính là một dấu